Em Ngọc Dược Liệu xin kính chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, thì hiện nay cái tình trạng là thừa cân béo phì đấy, thì đang diễn ra rất là nhiều. Ngày nay thì con người chúng ta thì ăn uống không điều độ, rồi là ăn uống không lành mạnh, hoặc là thích ăn những cái đồ chiên xào, đồ nhiều dầu mỡ. Chính vì vậy mà hiện nay cái tỷ lệ mà người Việt Nam đang mắc các bệnh về béo phì, thừa cân thì đang rất là nhiều. Đấy. Thì thời gian qua thì có một số khách hàng là hỏi em Ngọc là có cái sản phẩm cây lá nam gì để giúp cho giảm cân, cũng như là hỗ trợ đánh tan mỡ, hoặc là giúp cải thiện cái vóc dáng không. Thì đấy, thì hôm nay em Ngọc cũng lên video này để chia sẻ cho mọi người một cái sản phẩm cây lá nam. Đấy, sản phẩm này có tên là trà giảm cân lá nam 10 vị. Đấy, tại sao là gọi là 10 vị? Thì cái một túi này nó có đến cả 10 vị dược liệu, trong đó 10 vị này là đều có những cái tác dụng tốt trong việc là giúp điều hòa huyết áp này, hỗ trợ giảm cân một cách tự nhiên này, để giúp chị em lấy lại vóc dáng này. Đấy, giúp thua tan đi cái nỗi lo mà thừa cân béo phì nha mọi người nhé. Thì có một số cái thành phần ở trong cái túi trà giảm cân 10 vị này, như là có giảo cổ lam này, đấy, lá sen này, chè vàng hoa nhài này, đấy, cỏ ngọt này, vỏ bưởi này, gạo lứt này, đỗ đen này, phan tả diệp này, bí đao, và một số những cái vị thuốc gia truyền của bên nhà Ngọc nữa nhé mọi người nhé. Thì trong một túi này thì nó sẽ có là 10 cái túi nhỏ nhá mọi người nhé. Đấy, 10 cái gói nhỏ như này. Thì mỗi một gói nhỏ này thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng một lần, một đến hai lần. Đấy, cách thì dùng thì nó khá là đơn giản thôi. Chúng ta cứ lấy một cái gói như này, sau đó chúng ta đun với khoảng tầm 1,5 cho đến 2 lít nước. Chúng ta cứ đun sôi nhỏ lửa từ 5 cho đến 10 phút. Đó, sau đó chúng ta sẽ chất lên nước uống nhé. Nếu mà để thơm ngon hơn, chúng ta cứ lấy cái nước đó, sau đó chúng ta để vào ngăn mát tủ lạnh, thì cái đó sử dụng nó sẽ dễ uống hơn và nó sẽ có vị ngon hơn. Đấy, và mỗi một túi này chúng ta đun khoảng 2 cho đến 3 nước, 2-3 nước để cho nó nhạt nhạt đi. Sau đó chúng ta lại sẽ lấy cái gói khác để chúng ta sử dụng nhé mọi người nhé. Đấy, thì cái công dụng chính của cái sản phẩm trà giảm cân lá nam 10 vị này á, là giúp điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu này, gan nhiễm mỡ này, chống béo phì này, ngừa nguy cơ tim mạch này. Đấy, và bên cạnh đó thì nó giúp kích thích cho hệ tiêu hóa, cũng như là giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn. Đấy, và cải thiện được thêm giấc ngủ của chúng ta, tại vì là trong này là toàn những cây lá nam và nó có những cái tác dụng rất là tốt và được thu hái ở ngoài tự nhiên. Chính vì vậy mà những cái dược chất và khi chúng ta sử dụng nó rất là hiệu quả và an toàn. Đấy, thì hiện nay á, dược liệu và cây lá nam á, thì được rất là nhiều người đang tìm kiếm để đầu tư vào cho sức khỏe. Tại vì sao? Thì bây giờ là ăn uống là thực phẩm nó bị ô nhiễm và nhiễm hóa chất khá là nhiều, và lối sống không lành mạnh kết hợp thêm là con người chúng ta bây giờ là sống nó cái giờ giấc khoa học nó cũng chênh lệch nhau quá nhiều. Đấy, chính vì vậy mà cơ thể hay bị suy yếu và hệ miễn dịch cũng khá là kém và hay bị nhiều bệnh. Đấy, mọi người có thể thấy bây giờ là cái tỷ lệ béo phì ở người Việt Nam chúng ta là đang được thống kê là đang có xu hướng là tăng lên. Đấy, nhất là ở những người mà ở giới trẻ. Vì sao? Vì bây giờ ăn uống xong lại lười vận động nữa. Đấy, tiếp xúc với công nghệ nhiều, sử dụng công nghệ nhiều, nên là dẫn đến là con người bắt đầu lười vận động thì nó sẽ sinh ra là thừa cân béo phì. Đấy, chính vì vậy mà bên dược liệu Hòa Bình của em Ngọc thì có cái sản phẩm trà giảm cân này. Nếu mọi người mà có nhu cầu muốn mua cái trà giảm cân để uống thì có thể liên hệ với em Ngọc nhé. Còn bây giờ thì em Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé.